Thưa quý vị, thời gian qua, câu chuyện về phân luồng học sinh sau trung học cơ sở là một chủ đề nóng được dư luận quan tâm. Có thể nói, đây là một trong những chủ trương lớn của ngành giáo dục. Tuy nhiên, để phân luồng đúng, phân luồng hiệu quả thì cần những cách làm phù hợp. Và đưa học sinh trải nghiệm thực tế tại các cơ sở đào tạo nghề là cách làm được nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đẩy mạnh triển khai trong những năm học qua. Một buổi tham quan trải nghiệm của học sinh 3 trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà tại trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. Tại đây, các em được nghe giới thiệu về các bậc hệ, ngành nghề đang đào tạo tại trường, cơ hội làm việc sau khi ra trường, tham quan và thực hành thực tế hết các xưởng thực hành. Lúc sáng tới giờ thì con đi tham quan những cái trường cao đẳng nghề thì con cảm thấy là đây cũng là một môi trường hợp lý và là một sự lựa chọn tốt cho các bạn học sinh cấp lớp 9 như là tụi con. Thời gian qua, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã chủ động sáng tạo trong việc thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh, tích hợp các chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông gắn với hoạt động giảng ngoại tham quan thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Như vậy, nhiều học sinh phụ huynh đã có tâm lý cởi mở hơn với học nghề. Trong những năm qua, thì nhà trường luôn chú trọng đến việc định hướng nghiệp cho các em, cũng như là tạo điều kiện cho các em tham quan một số các trường nghề cũng như là trường cao đẳng, những các trường trung cấp trên địa bàn thành phố để cho các em có thể là qua đó các em có thể nhìn nhận và đánh giá cũng như là định hướng nghề nghiệp trong tương lai của các em sau này. Thực tiễn những năm qua, việc lựa chọn học nghề cho học sinh đã chuyển dần theo hướng phù hợp với phát triển kỹ năng phục vụ nhu cầu lao động của xã hội. Tuy nhiên, để khiến phụ huynh học sinh thật sự mặn mà với học nghề, dần bỏ qua tâm lý bằng cấp, cần cung cấp thông tin cụ thể về thị trường lao động, đổi mới chương trình dạy học tại các cơ sở đào tạo nghề. Về định hướng sớm nghề nghiệp như thế này, nó sẽ tạo điều kiện cho các em có nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất, các em hoàn toàn có thể tiếp cận được với nghề nghiệp và đi sau khi học xong thì các em tham gia vào thị trường lao động. Cái thứ hai nữa, các em có thể tham gia học tập suốt đời. Đó là thứ nhất là sau khi học xong, học tiếp chương trình văn hóa, bổ trợ văn hóa hoặc chương trình văn hóa phổ thông. Thì sau đó các em được học nâng cao lên cao đẳng hoặc là nâng cao lên đại học. Nó giúp cho các em được thứ nhất là rút ngắn được cái thời gian trong quá trình học tập. Bên cạnh đưa học sinh đến trải nghiệm thực tế tại các cơ sở đào tạo nghề, các trường trung học cơ sở còn lồng ghép hướng nghiệp trong chương trình học, các giờ sinh hoạt ngoại khóa. Có thể thấy, giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở là một chủ trương lớn. Tuy nhiên, cần được thực hiện khéo léo, triển khai trên tinh thần tự nguyện. Muốn vậy, việc phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp trong trường học là một nhiệm vụ trọng tâm cần được chú trọng trong thời gian tới.